Xin chào tất cả các bạn. Tôi là bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện tại đang là giám đốc của một phòng khám sản phụ khoa và đồng thời cũng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé với hơn 10 năm kinh nghiệm. Và theo thống kê của Bộ Y tế thì Việt Nam có tới hơn 30% trẻ em đang gặp vấn đề ở đường tiêu hóa, táo bón. Và đó cũng là lý do mà gần đây thì bác sĩ Sơn gặp được rất nhiều những câu hỏi của các mẹ về tại sao con ăn nhiều mà không tăng cân, rồi bé thường xuyên bị táo bón, vân vân. Ngày hôm nay thì bác sĩ Sơn sẽ cùng với các mẹ sẽ tìm hiểu thật kỹ những cái vấn đề này nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ tiêu hóa của bé. Và như chúng ta cũng đã biết, hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ bao gồm 6 bộ phận chính. Đó chính là gì ạ? Miệng, thực quản, dạ dày, đường ruột, gan và tụy. Trong 6 bộ phận trên thì đường ruột chính là bộ phận quan trọng nhất. Nó chính là gì? Trung tâm của hệ tiêu hóa, giúp cho bé có thể tăng cân hay hấp thu chất dinh dưỡng một cách thì tối ưu nhất. Đường ruột của chúng ta thì có 3 cái vai trò chính. Một là tăng cường và chuyển hóa năng lượng, hấp thu những chất dinh dưỡng. Thứ hai là tăng cường hệ miễn dịch cho bé. Và thứ ba, đây cũng là một nơi mà sẽ cùng với não bộ kiểm soát một số những hành vi, cảm xúc của bé. Khi bé có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hệ đường ruột khỏe mạnh thì bé thường sẽ vui vẻ hơn, hoạt động sẽ thì nhanh nhẹn hơn. Và đây cũng chính là lý do tại sao hệ đường ruột của chúng ta vô cùng quan trọng. Trong 3 vai trò chính của hệ đường ruột mà chúng ta vừa mới phân tích ở trên thì vai trò quan trọng nhất đó chính là hấp thu những chất dinh dưỡng và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để đi nuôi cơ thể. Và cơ thể của các bé thì sẽ cấu thành từ các thành phần như là protein, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, nước, vân vân. Chính vì thế khi mà thì các bé ăn những thức ăn vào cơ thể mà bé có một cái hệ đường ruột khỏe mạnh, một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì bé sẽ chuyển hóa các cái thức ăn này được nhanh hơn, tránh táo bón và hấp thu những chất dinh dưỡng được nhiều hơn thành các năng lượng để đi nuôi cơ thể. Và cơ thể của bé sẽ phát triển một cách toàn diện hơn. Trong những năm tháng đầu đời, nguồn dinh dưỡng của trẻ sẽ đến từ sữa mẹ hoặc là sữa công thức. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rồi. Tuy nhiên, với những mẹ mà không đủ sữa cho con bú thì bé sẽ ăn một phần hoặc là dùng hoàn toàn bằng sữa công thức. Chính vì thế mà để lựa chọn được một cái dòng sữa công thức phù hợp, tối ưu cho con yêu của mình cũng đang là những cái vấn đề mà các mẹ rất là quan tâm. Thì thứ nhất, làm thế nào để chúng ta phải lựa chọn được một cái dòng sữa công thức mà nó có các cái tỷ lệ dưỡng chất và các thành phần gần giống với lại sữa mẹ, hoặc là giống thì rất là tốt. Cái thứ hai nữa, đó chính là dòng sữa này sẽ phải củng cố được hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của bé, giúp cho cái hệ tiêu hóa của bé sẽ khỏe mạnh hơn và hấp thu những cái chất dinh dưỡng một cách thì tối ưu hơn. Và thứ ba nữa là nguồn sữa công thức này sẽ phải cung cấp được cho con yêu một cái nguồn năng lượng dồi dào để cho con có thể hoạt động một cách thì nhanh nhẹn hàng ngày. Đầu tiên, Dalalac Gold Pro sở hữu một công thức độc quyền, đó chính là Synbiotic, bổ sung chất xơ prebiotic và hệ lợi khuẩn probiotic với cái tỷ lệ gold trên fold, đó chính là gì? 9:1, tương tự với sữa mẹ. Và prebiotic thì sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc đào thải những hệ vi khuẩn có hại và đồng thời cũng làm tăng cường cái hệ vi khuẩn có lợi Bifidobacteria đang hiện diện ở trong đường ruột. Cái điều này sẽ giúp cho trẻ sẽ hấp thu chất dinh dưỡng một cách thì tốt hơn, tăng cường khả năng hấp thụ canxi cho xương chắc khỏe và thì củng cố cái hệ miễn dịch của bé. Ngoài ra nữa thì probiotic cũng sẽ có cái vai trò rất quan trọng trong cái việc mà thì tránh được những cái nhiễm khuẩn đường ruột cũng như là thì tránh những cái phản ứng gì dị ứng của cơ thể của bé. DHA và ARA có trong Dalalac Gold Pro đã góp phần vào sự phát triển toàn diện của trí não và thị lực ở trẻ nhỏ. Và trong sữa bột Dalalac Gold Pro có chứa cái hàm lượng DHA và ARA, đó chính là 7.7mg/100ml. Thì cái hàm lượng này đã đạt khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là giúp cho trẻ sẽ phát triển một cách tối ưu và toàn diện trong những cái năm tháng đầu đời. Và ngoài ra nữa thì DHA và ARA cũng sẽ giúp cho trẻ giảm cái tỷ lệ dị ứng ở da và dị ứng ở đường hô hấp. Dalalac Gold Pro cung cấp protein whey trên casein với cái tỷ lệ 6:4. Đây là một cái tỷ lệ rất tốt
tương tự với sữa mẹ, giúp cho trẻ có thể tiêu hóa một cách nhanh hơn, chống được táo bón. Và ngoài ra thì cũng sẽ tạo ra được một cái nguồn năng lượng tương đương với 67 kcal trên 100 ml, một cái nguồn năng lượng dồi dào giúp cho bé có thể duy trì những cái hoạt động hàng ngày và cung cấp đúng cái nhu cầu năng lượng của trẻ theo độ tuổi. Và ngoài ra nữa thì Dalat Moon Pro còn cung cấp 26 loại vitamin và khoáng chất. Đây sẽ là những cái điều rất tuyệt vời giúp cho con của chúng ta sẽ phát triển một cách toàn diện. Dalat Moon Pro chính là dòng sữa mà bác sĩ Sơn đã tin dùng và thì sử dụng cho con yêu của mình. Bác sĩ Sơn cũng khuyến cáo cho các bậc phụ huynh, nếu muốn con tăng cân một cách đều, tự nhiên, tránh táo bón và thì cơ thể phát triển toàn diện. Bác sĩ Sơn chúc cho các mẹ sẽ luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc để có một cái nguồn sữa tốt nhất cho con. Và đồng thời chúc cho các bé sẽ luôn ăn ngon, khỏe mạnh. Và các mẹ sẽ là những bà mẹ thông thái để có thể tìm được cho con mình một cái nguồn dinh dưỡng tuyệt vời nhất. Donalac Girl, dinh dưỡng toàn diện, phát triển công dân toàn cầu.